Vào sáng nay, trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, xảy ra vụ xe khách gặp tai nạn do tránh xe máy. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 36B02558 khi đang lưu thông về bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng. Do tránh xe máy từ ngõ, bất ngờ lao ra quốc lộ, đã bị mất lái và lao lên giải phân cách, tông gãy hai trụ đèn. Thời điểm này, trên xe khách có hơn 40 người. Vụ tai nạn khiến một số người bị thương và phần đầu xe khách hư hỏng. Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt phối hợp với người dân đưa hành khách ra khỏi xe. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.